Rồi, hello, xin chào cả nhà, đã quay trở lại với kênh em, kênh của em 4.vn. Và em tiếp tục giới thiệu với cả nhà một số sản phẩm của Top Tôn mới về đây. Mới về cái quét tôn, một cái bộ cần tự động và búa còn nữa. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu cái video sau. Thì nó cũng một vài sản phẩm mới nữa thêm thôi. Còn những cái sản phẩm khác thì em đã giới thiệu ở những video cũ rồi mà chưa có giới thiệu lại. Về hàng Top Tôn em khi mà kinh nghiệm bán hàng về thì thấy nói chung là hàng là chất lượng và cái giá rất là hợp lý cho anh em khi anh em sử dụng. Cái thằng Top Tôn này nó y chang, nó làm cái thật sự là nó giống như của thằng Elephant, hãng Elephant thì nói chung là của Đức. Và cái này là Top Tôn này nó cũng là làm theo chuẩn của Đức luôn, y chang, không có gì khác nhau hết đây. Và cái cán của này là cái cán này là cán fiber, cán sợi thủy tinh, cán sợi thủy tinh chứ không phải là cán của nó, là nó cán đây là cán sợi thủy tinh ha, và cán nhựa bên ngoài chắc là một lớp nhựa nhưng mà ở bên trong là sợi thủy tinh luôn. Cái này là nó để là sợi thủy tinh đó mà giống nhựa quá. Sợi thủy tinh đó. Ở đây là cao su, cái này gọi là búa đầu truyền hay là búa tạ ha. Cái này thì nó cân nặng của nó là 1 kg luôn á, 1 kg rất là đã nha anh em, rất là đã. Nó theo cái chuẩn DIN của Đức là 6475 chuẩn DIN ha. Hàng chính hãng của Top Tôn đàng hoàng đó. Top Tôn ở đây nó để là Made in Taiwan này ha, hàng chuẩn Taiwan luôn đó. Em bán hàng Nhật mà thấy hàng của Taiwan này là nó giá hợp lý và chất lượng tốt, cho nên là mình cứ không có ngần ngại gì mình phải mà bỏ qua cái cơ hội mà mua cái hàng này để bán cho mọi người. Vì nó đáng đồng tiền, sử dụng tốt, tiết kiệm đó, thì anh em có thể mua cái này để sử dụng cho cái công việc của mình. Thì này nặng 1 kg và cái tay cầm của nó cũng không có quá dài để mình cầm nó ấy. Thường là búa tạ anh em thích ngắn, cái ngắn như thế này đó. 1 kg. Rồi, cái này giá của nó là 475.000 nè. Rẻ rời luôn ha, và chất lượng tốt lắm nha. Em cam đoan em xài. Cái mẫu này á, là cái mẫu mới của thằng Top Tôn nè. Mẫu mới của Top Tôn và lần đầu tiên em nhập về. Đó, lần đầu tiên nhập về luôn. Ở đây á, nói chung là có một vài sản phẩm ở đây là chỉ có hiện tại là bên em nhập thôi. Tức là hãng nó chưa nhập nhưng mà mình nhập trước. Mình bán cái những cái này tại vì thấy cái này nó hay. Cái bút này thì nó giống của thằng Elephant nhưng mà nó tiết rẻ hơn Elephant phân nửa luôn ha, rẻ hơn rất là nhiều. Cái này giá nó chỉ có 475.000 nè, 475.000. Búa nó để là búa cách nhiệt bằng sợi thủy tinh, búa cách nhiệt bằng sợi thủy tinh là cái này nó sẽ khi mà đóng nó cách nhiệt ha. Cách nhiệt là sao ta, còn sợi thủy tinh ở trong này là nó sợi thủy tinh đó. Rồi, giá 475.000, mã của nó là TO2703. Anh em đó đánh đúng mã nha. TO2703. Đây, cái mã nó ở phía dưới chỉ dụng cụ 24 nha. TO2703. Giá 475.000 nha anh em. 475.000. Ui, giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Chưa phí vận chuyển. Phải cái sản phẩm này thì nó hơi nặng đó. Chắc là trên 2 kg rồi, 1 kg, nhưng mà cái cán này nọ nữa rồi gói hàng nữa là trên 2 kg đó anh em. Có khi là anh em chuyển khoản không được bao ship đâu. mà cái này anh em chuyển khoản thì nó tiết kiệm được phí ship nhiều lắm, tiết kiệm phí ship nha. Rồi, tiếp tục giới thiệu với anh em, đây là một cái kéo cắt tôn của Top Tôn. Cái dòng này rất là đặc biệt, nó ở bên hãng Elora nó cũng có loại này mà nó đắt tiền hơn nhiều và nó y chang nhau về cái nước thép ha. Nước thép nói chung là hàng của thằng Đài Loan này nước thép rất ok, không phải như hàng Trung Quốc mà nó làm nhem nhút đâu. Anh em đi vô xem cửa hàng như siêu thị có thấy những cái thằng Tôn Sen hoặc là Ấn Còi đó, nhìn nó làm khi mình cầm lên là nhìn là biết là đồ Trung Quốc rồi. Còn cái này là của Đài Loan, cao cấp của Đài Loan, làm rất là ok. Nó cái loại kéo này, nó thiết kế này, ở trong này nó có một cái lò xo ở phía trong này
cái lò xo ở nằm phía dấu ẩn trong này, cho nên là khi mà cắt nó sẽ nó bật nhẹ ra, bật nhẹ ra để cho anh em dễ thao tác ha. Nè, nó sẽ bật nhẹ ra để anh em dễ thao tác. Thứ hai nữa là cái loại này á, anh em có thể cắt dọc được, có cắt cầm lên như thế này anh em cắt nè. Bình thường anh em cắt như thế này phải không? Cắt kéo kéo đây cắt đó. Thì anh em cắt bình thường nè. Đó. Thấy không? Cắt thì chúng ta cắt bình thường như thế này. Cái này nó cắt được 1,2 ly được nha, 1,2 ly cắt thoải mái luôn. Rồi, thí dụ ở trên cao, ở cái máy to nó trên cao như thế này mà mình không có thể nào mà đứng lên trên máy to mình cắt được, mà ở dưới mình cắt, mình giới lên mình cắt, thì cái này nó sẽ làm nhiệm vụ là ở phía bên dưới nè, ở phía bên dưới nha, mình đang đứng phía bên dưới và cái máy to nó nằm phía trên này, thì chỉ cần đưa cây kéo lên và cắt như thế này đó, thấy không, cắt như thế này thôi, thì cái miếng cái to này nó sẽ đang cong xuống thì nó sẽ cắt được ngon lành luôn, thấy không, rất là tiện, tức là nó xoay hai chiều, một cái chiều đứng như này nè, anh em thấy nè, cái chiều mà khi máy to nó ở phía trên cao đó, mình đã đứng ở dưới này thì mình danh mình cắt được nè, thấy không, hoặc là mình cắt nghiêng bình thường ha, cắt dạng bình thường như thế này đó, rất là ok, rất là tuyệt vời. Cái này giá của nó là 340.000, mã là TO 1701, TO 1701, đây TO nha anh em, 1701. Lưu ý là nhắn giùm em 6 số, tại vì bây giờ hiện tại là mặt hàng nó bắt đầu nó nhiều, cho nên là dự trù trước, cho nên là phải ra 6 số. Em nhắn đúng số chữ cái TO 1701, đây 1701, 1701 ha. Giá của nó là 340.000, 340.000, giá này là giá chưa có phí ship đó, Made in Taiwan, hàng cao cấp của Taiwan đó, chất lượng. Em không có bán đại trà, bán tờ lưa hết ha. Không phải cái nào Đài Loan là cũng ngon lành, có những cái Đài Loan cũng hàng dạng rẻ tiền á thì nó khác, còn cái những cái hãng hôm nay, những cái ông Top Tool này thì ngon lành luôn. Cái ông Top Tool này ha, có những năm những ấy doanh số rất là cao, bán vô những cái nhà máy nó sản xuất á, nó sản xuất này nọ nó mua tính tiền tỷ không đó. Tại vì cái này người ta dùng thứ nhất là giá thành nó thấp và chất lượng cũng rất là ổn, không đầu tư vốn, đầu tư ban đầu nó không có nhiều ha, mà chất lượng tốt nên người ta cũng mua nhiều lắm. Rồi tiếp tục giới thiệu với nhà, đây là một cái bộ vít bộ cần tự động mini của Top Tool. Ở đây thì mình có cái bộ tonne thì nó tới 1.3 triệu rồi ha, 1.3 triệu, nó gấp đôi cái thằng này. Cái này thì nó chỉ có 615.000 thôi, 615.000, và mở ra xem nha. 615.000. Làm cái này, in cái này rất đẹp ha, chuyên nghiệp vô cùng. Và cái hộp này nó cũng có ngăn một cái miếng cái kiểu như là nó chống nước vậy đó ha. Chống ẩm vô vậy đó. Nè. Mọi thấy đến ở cái miếng này nó làm cũng rất đẹp nữa. Top Tool. Ở đây nó rất nhiều mũi luôn. Mũi T, T thì nó gồm có T, T lỗ và T bằng nữa ha. Và những cái mũi này phổ thông hết. Ở đây là BH1, BH2, BH3, BZ1, BZ2, BZ3. Ở đây là -4, dẹp nè, đầu dẹp này 5.5, 6.5. Ở đây thì T10, T15, T20, T25, T27, T30 và T40. Thì ở dưới này nó cũng y chang vậy. Những cái hoa thị, hoa sao cũng vậy. Ở đây nó có đầu vuông nữa nè. Đầu vuông, rồi đầu chuyển qua 1/4. Ở đây là có đầu két 6 ly, 5 ly, 4 ly, 3 ly. Đó. Dường như là có đầy đủ hết cho chúng ta sử dụng luôn ha, rất là tuyệt vời. Đây còn cái này á, nó là cái bóng mờ satin y chang như cái thằng tonne này, không khác gì thằng tonne này, làm chất lượng. Quan trọng là những cái đầu vít này nữa anh em, hàng dởm anh em dặn ha, mua về dặn chưa dưới chân là nó bể liền, nó giòn, nó bể. Đây mỗi trên cái này nó đều chữ khắc chữ Top Tool cho mình hết. Hàng dởm nó không có đâu ha, hàng xịn người ta khắc tên tuổi người ta này hơn hết. Đây đó, anh em dặn những góc hẹp sử dụng rất là ok. Cái bộ này tính ra chúng ta mua, chúng ta về chúng ta sử dụng rất là nhiều việc và giá thành rất là hợp lý luôn ha, chỉ có 615.000 thôi. Mã của nó là TO 0301, TO 0301 ha, TO 0301, với giá là 615.000. Anh em chuyển khoản sẽ được miễn phí vận chuyển luôn nha. Miễn phí vận chuyển. Đó.
Hàng mà nhìn đẹp tuyệt vời không? Rất là đẹp. Rồi 615.000, mã TO0301. Tiếp tục giới thiệu với nhà, đây là một cái kiềm cộng lực MKK nội địa Nhật. MKK ha. Thì cái hàng này, MKK này nó cũng ngang ngửa với MCC luôn, ngang ngửa với MCC, chất lượng như MCC luôn. Nhưng mà cái cán của nó dày hơn nữa, tức là cái cán tay, cái bề rộng này nè, nó rộng hơn, anh em cầm nó sẽ có lực hơn, lực nhiều hơn. Với cái cán nhỏ nó sẽ ít đau tay hơn, tức là cái cán bự nó sẽ ít đau tay hơn với cái cán nhỏ. Cái này là cái miệng cong và nó cắt được là 4 ly MKK Made in Japan. Đây. Đó. Cắt 4 ly thoải mái luôn ha. Cái này nó mắc hơn là MCC mấy chục nghìn đó. Mười mấy chứ, mười mấy 20.000 vậy. Nhưng mà cái này mình mua hàng cái kiểu như tồn lâu năm, tồn hàng cũ, hàng tồn á, nó rẻ hơn một chút xíu. À, cái này giá 240, mã là A519. A519 giá 240.000, giá này là giá chưa có ship, chưa có ship nha. Hàng full mới, chưa sử dụng. Cái này nó móc đây nè. Móc ở đây có cái đầu móc cho mình luôn nè. A519 240 ha. Giá chưa có phí vận chuyển. Một cái đuôi chuột. Cái đuôi chuột của hiệu TMC. Biết TMC này thương hiệu gì nữa, nội địa Nhật nè. Cốp Oscar Vesma. Cái này giá 250, mã là A507. A507 giá 250.000. Cái lấy đuôi chuột. À, cái này là số 21, 17. 17 và 21 nha, hai đầu. Đó. Dài, cái này dài khoảng được 3 tấc, tổng dài khoảng 3 tấc. A507 giá 250, giá chưa có phí ship. Rồi, tiếp tục là một cái kéo cắt cành. Kéo cắt cành nữa, cái loại này á, thì nó có được cái tay cầm, tức là cái kiểu thiết kế của nó là cầm gì nè. Ha, nè. Đó. Khóa đây. Cực kỳ đã nha. Không thua gì ARS. Nhưng mà so với ARS thì cái lưỡi này nó làm sao mà nó mỏng hơn ARS. Mà bén thì bén, độ nghe bén ngang nhau. Đó. Tay cầm rất là dày, nặng tay ha. Hàng full mới chưa sử dụng của Saboten nội địa Nhật. Rồi, cái này giá của nó là 600, mã là A508. A508 với giá 600, giá chưa có phí vận chuyển. Anh em mua đơn hàng trên 300, chuyển khoản dưới 2kg sẽ được miễn phí ship. Tiếp tục quý vị, nhà đây là một cái kìm cắt cộng lực của Fujiya, chỉ có một cây duy nhất và đặc biệt chỉ có ở chỗ em thôi. Đó. Kích thước của nó 200mm, bao cắt luôn. Cái này cắt đinh 4 ly là thoải mái luôn, 3 đến 4 ly luôn đinh đó nha. Nhưng mà anh em biết là cái cây này nó lâu cho nên là nó hơi bị rít như thế này, nó gít. Đó. À, chịu khó về chúng ta xịt miếng dầu nhớt đây, hoặc xịt miếng dầu chúng ta thao tác vài hôm là nó rất là ok luôn. Nó có lực, tức là với cái thiết kế đồng bẩy như thế này thì cắt rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Cái cây này mua bản không rẻ đâu, không có rẻ đâu nha. Kích thước 200mm, cái lưỡi mài nè. Rồi, cái cây này giá của nó là 590, mã là A510. A510 giá 590. Và giá này là giá chưa có phí ship, chưa phí vận chuyển. Một cây nữa, Fujiya nữa, cái kìm nhọn kiểu này. Đó giờ chưa thấy luôn. Cái loại cái cán như thế này, nó có lò xo đây và cái cán của nó làm thiết kế nó, thay vì nó sẽ bầu tròn nhưng mà cái này nó không, nó vuông như thế này. Đó. Nên là cái cầm, cái tay cầm mình nó sẽ dễ hơn. Đó, cái tay cầm mình nó dễ cầm hơn nè, và nó tự hở miệng ra như thế này. Kích thước của nó là 175 ly. Cái chăm này 175 nhưng mà chắc em nghĩ là nó đo ra chắc được 200 luôn á. Nó dài cũng gần bằng 200 ly. Kim nhọn của Fujiya. Ha. Làm cái kiểu này cầm quá khá là dễ cầm. 240, mã là A516. A516 240. Nó cắt được 1.2 đến 2.6. 1.2 là cắt dây kẽm á. 2.6 là cắt dây đồng. Một cái cây kìm cộng lực của MKK luôn, nhưng mà là miệng thẳng. Hồi nãy là miệng cong, còn cái này là miệng thẳng ha. Cái kia là miệng cong, này miệng thẳng, cắt được 4 ly bình thường. 240, mã là A518. A518 với giá 240 ha. Giá này là giá chưa phí ship.
Anh em mua một cái cây như thế này là tiết kiệm được, nếu mà mua một cái MCC 265, cái này mình tiết kiệm được 25.000, nhưng mà chất lượng em cam đoan là từ bằng chứ hơn hẳn luôn ha. Thì ở đây mà em vẫn bán MCC, nhưng mà em giới thiệu là có sao nó vậy đó. Rồi tiếp tục, đây là một cái kìm của không biết hiệu gì nữa, Japan nè, đời cổ đời xưa luôn á, kích thước 150mm, kìm nhọn cực kỳ đẹp luôn, cái màu đỏ tươi, đỏ như cái màu của cái kìm Mary vậy đó. Rồi cái này giá 180, kích thước là 150 nha, 180.000, mã là A517 giá 180, giá chưa có phí ship. Cái kìm cắt miệng tròn của Fuya 60S, cái cây này thấy anh em thích lắm, tại vì nó thứ nhất là hàng của nội địa Nhật ha, hàng đúng chuẩn Nhật ngày xưa luôn, hai nữa là cắt cực kỳ ngọt và rất là gọn gàng trong tay mình. Cái loại cái cán này nè, nó gọn hơn xí cái cán kia đây. Nó chá quá, nó không có xây cận được. Nhưng mà là cắt, cái này dùng để mình cắt ngọt, cắt dây đồng nha anh em, cắt dây điện, cắt dây đồng rồi đó, cắt ngọt thôi chứ chúng ta không thể cắt cứng được nha. Mình dạo một vòng, bữa đó mình lên trên Tiki để mình xem, mình tính là boss nó mình bán nữa, mà có cái ông, có ông ổng mua hàng của một cái kênh khác, của một cái cửa hàng khác, tức là ở trên Tiki á, mua một cái kìm cắt miệng tròn loại lớn của Fuya. Cái kìm cắt miệng tròn, cái kìm đó là người ta để là cắt dây đồng, cắt dây điện, cắt dây đồng ha. Ổng đi ổng cắt, ổng lấy cắt cái dây mua về cắt cái con đinh ốc mình á nó mẻ, rồi cái bình luận lên ta chấm người ta một sao là bảo là mua cái kìm gì cắt gì đâu mà cắt chưa gì trơn, cắt cái mẻ luôn. Cái kìm để sử dụng cho cắt dây đồng mà ông đem đi ông cắt dây thép, mà cắt thép cũng nói mà cắt thép là cũng đỡ, rồi cắt luôn với cả cái con đinh ốc nữa thì chịu, cái kìm nào chịu cho nổi. Nhưng cái kìm này mà cắt vô cái là mẻ liền, không nói gì hết, cắt một cái một à, tại vì nó dùng để nó cắt dây đồng ha, cắt dây điện chứ không có dùng để cắt những cái đồ cứng. Rồi cái này giá của nó là 200, mã là A514 với giá 200, giá chưa có phí ship, chưa phí vận chuyển nha anh em, chưa phí vận chuyển. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin cái mã hàng, hoặc gọi điện lên thì xin đọc dùm em cái mã hàng để bên nhân viên có thể check hàng dễ dàng hơn. Rồi cảm ơn cả nhà, nhớ bấm like và đăng ký để theo dõi những video hấp dẫn khác. Chào cả nhà, chào mọi người.